Anh Tuấn ơi, anh bị làm sao đấy? Nghén à? Vớ vẩn, có mà anh nghén thì có. Mọi người không thấy chiếc bánh này có cái mùi gì lạ lạ à? Ui dồi, nó cứ chua chua làm sao ấy. Ui dồi, bánh này chắc chắn là bị thiêu rồi các anh ạ. Để đấy, để tao gọi điện cho bên bán bánh xem sao. Alo, anh vừa mua bánh bên chỗ chúng mày mà. Thế á? Ôi giời ơi, chúng mày làm ăn thế này chết tao rồi. Sao thế anh Quang? Mấy cái đứa bán bánh nó bảo nó giao nhầm. Bánh này hạn là 12 tháng 8, nhưng mà nó nhìn nhầm là mùng 8 tháng 12. Ôi giời ơi, thế là cái bánh này đã hết hạn được 4 tháng rồi á? Ừ. Thế thôi, để em đi đổ đi chứ. Để đây nhớ ai ăn phải, tao thắng đuổi thì chết. Bỏ đi, bỏ đi. Kiểu gì không biết. Anh Tuấn ơi, làm sao mà anh nôn đấy? Có phải anh đâu. Hai anh ơi, chị Nhung bị làm sao đấy nhở? Chắc lại ăn phải cái gì vớ vẩn ấy mà. Con này xưa nay ấy là chúa phàm ăn rồi. Chắc là nó bị ốm đau thế nào đấy. Đợi tí nó ra hỏi han xem sao. Ra rồi các anh ơi. Chị Nhung, chị thấy trong người thế nào rồi ạ? Chị không sao đâu, chắc là ăn nhầm cái gì. Nãy đi đường chị buồn nôn quá nên là phải chạy vào đây nôn đấy. Chết rồi, thế hay là mày bị trúng gió? Anh Quang chẳng biết cái gì cả. Trúng gió ấy, nó phải méo mồm. Mà méo mồm nó phải thế này. Hai cái anh này, chị Nhung đã ra thế này rồi mà các anh vẫn còn đùa được nữa. Chị Nhung ơi, chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Nếu mà cảm thấy mà mệt quá ấy thì bảo anh Hoàng đưa đi khám xem thế nào. Yên tâm đi, chị không sao. Mà tao nghĩ là mày không sao đâu. Chắc là tại mày giàu quá đấy. Người ta vẫn bảo là giàu nứt đố đổ vách còn gì. Anh Quang nói đúng rồi đấy. Nhà nó giàu quá, không đủ chỗ chứa tiền nên mới sinh ra cái tật nôn để cho đỡ chặt đấy mà. Đúng rồi, là do em giàu quá nên em mới bị nôn như thế. Mà nôn xong thì tự nhiên em lại thấy trống trải. Mà để lấp đầy chỗ trống ấy thì sáng mai em sẽ sang bên này để em thu tiền phòng sớm nhá. Chị về đây. Em chào chị ạ. Chết chưa hai ông tướng, từ giờ chừa cái thói hay cà khịa đi nhá. Hai anh đây rồi, mua xuống ăn xoài đi. Đuổi. Xoài chính tay em gọt đấy à? Thế này thì phải ngọt biết mấy. Xoài chua hay ngọt đấy? Xoài ngọt đấy anh ạ, à. Em vừa ăn thử xong. Ồ, thế á? Ồ, Ngọc Anh ơi, trông em rõ xinh xắn mà lòng dạ em hiểm sâu đấy hả? Chua lét hết mồm anh rồi. Cái con này, có phải lâu ngày mày không được ăn đòn nên là mày rảnh rỗi xin nông nổi đúng không? Em đâu dám, so về độ mưu hèn kế bận thì em còn thua xa hai anh ấy chứ. Xoài chua thế này thì ăn thế nào được, mày đem đi đổ đi. Chắc là phải đổ thật rồi các anh ạ. Ê, Ngọc Anh, từ. Đổ làm gì? Để chị ăn cho, phí. Này, xoài chua lắm đấy, có ăn được không mà xí phần? Đúng rồi đấy chị ạ,
đến phàm phu tục tử như anh Quang với cả anh Tuấn còn không ăn được thì chị ăn thế nào được ạ? Đã bảo đệ đấy, chị ăn được mà lại. Cái con này nó bị ma nhập hay sao ăn chua ghê thế nhỉ? Đúng rồi đấy, chị Nhung ăn xoài không cần chấm muối tôm luôn. Đỉnh thật. Ê, này Nhung ơi, mày không thấy chua à? Không, em thấy chua gì đâu. À đấy, nhớ rồi. Em sang đây để thu tiền phòng, thế mà nhìn đến đĩa xoài em quên hết. Mọi người chuẩn bị tiền đóng cho em đấy nhá. Nào nhá, đừng có tên của em nhá. Hai cái anh này buồn cười thật đấy nhá. Chị Nhung, vào đây ăn trưa với bọn em luôn cho vui. Mọi người ăn gì đấy? Ồ, bún đậu mắm tôm à? Thôi. Chị Nhung làm sao nhỉ? Anh nhớ là bình thường con này nó khoái cái món bún đậu mắm tôm này lắm cơ mà nhỉ? Đúng rồi. Bình thường con này nó ăn bún đậu mắm tôm, nó còn húp hết cả bát mắm tôm. Nó bảo là ngon hết nước chấm cơ mà. Lạ nhỉ? Chẳng nhẽ bây giờ con này nó lại thay tính đổi nét rồi à? Không, em nghĩ là chị Nhung không thích nữa thôi. Có cái gì đâu mà hai anh cứ phải thắc mắc thế. Không em ơi, mày còn ngây thơ lắm. Anh nghĩ nó còn nguyên do khác cơ. Nguyên do gì cơ? Tức là con Nhung ấy, nó đang có tập 2. Tập 2? Tập 2 nghĩa là gì? Bọn em chả hiểu cái gì cả. Ôi giời ơi, hai cái đứa đầu đất này. Ý là con Nhung ấy, nó có bầu lần 2 ấy. Có bầu lần 2? Bé cái mồm thôi. Làm cái gì mà chúng mày cứ lu loa lên thế à? Thế nhưng mà tại sao lại dám khẳng định như vậy? Em có thấy con Nhung nó có khác thường gì đâu. Đúng là hai cái con ếch nhựa. Chúng mày không để ý, hôm trước nó sang xóm trọ, nó nôn oe ầm ầm đấy à? Em tưởng hôm đấy hai anh bảo là nhà chị Nhung giàu quá, nhiều tiền quá đến nỗi nứt vách, thế nên là phải nôn ra ngoài bớt ạ. Mày dốt. Đấy là tao nói trêu đấy thôi, chứ làm gì có chuyện giàu quá nôn như thế. Người giàu người ta ít ốm lắm. Nhưng mà em thấy ấy, mỗi cái chuyện nôn mẹ thì nó không hợp lý lắm. Như em ấy này, mỗi cái lúc mà căng thẳng, mệt mỏi ấy, ăn nhầm cái gì không đảm bảo cái là nôn mẹ ngay. Không, nôn thế ai tính. Cái Nhung này, triệu chứng của nó lạ lắm. Vừa buồn nôn này, vừa sợ mùi. Đây chính xác là biểu hiện của có bầu. Đúng nha, anh Quang nhắc em mới nhớ. Hồi này chị Nhung ăn chua kinh khủng khiếp luôn. Đấy, hôm qua một mình chị ấy đánh bay cái đĩa xoài chua loét luôn mà. Ôi, nói về nhớ. Có lẽ nào... Có lẽ nào cái gì nữa, chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Thế nhưng mà anh Quang ơi, nếu như chị Nhung có bầu thật thì là tin vui chứ sao lại phải giấu bọn mình nhỉ? Không phải là giấu, tao nghĩ là đến nó cũng chưa biết ấy. Có khi thế thật đấy chứ. Con Nhung nó nổi tiếng là ngao ca vàng hay quên. Em nghĩ là nó cũng chưa phát hiện ra đâu. Hay là ba anh em mình theo dõi thêm xem sao. Theo dõi nhá. Thôi được rồi, ăn đi. Ăn đi. Ăn cũng ngon. Ăn đi, theo dõi nó. Buồn nôn lần thứ 3 trong ngày. Chạy với tốc độ bàn thờ vào toilet. Rất nhạy cảm với mùi. Xoài chua thứ tư trong ngày. Không biết chua là gì. Vừa ăn vừa gật đầu đắc ý vì quá ngon. À, lại tăng cân rồi. Lại tăng cân. Tăng cân. Ba cái người kia giờ làm không làm cứ đứng túm năm túm bảy để buôn chuyện à? Chưa ăn đâu bây giờ đi làm đi. Này,
chúng mày vừa thấy cái gì không? Thấy gì là thấy gì ạ? Thì cái Nhung nó cáu gắt đi. Có bầu thường hay cáu gắt như thế mà. Với những triệu chứng như thế này, tao dám chắc chắn rằng con Nhung 99% là có bầu. Thế 1% còn lại thì sao? 1% còn lại là nó mang thai. Ôi giời ơi, thế thì có khác gì nhau? Thì đúng rồi, bởi vì tao đang khẳng định con Nhung mang bầu 100%. Nếu mà chị Nhung mang bầu thật, thì hay là ba anh em mình đi mua quà gì tặng cho chị Nhung với em bé đi ạ? Ý kiến hay đấy. Thế nhưng mà tặng quà gì bây giờ nhỉ? Thì cái thứ quan trọng nhất đối với trẻ con ấy thì chỉ có bỉm tã này sữa thôi. Nhưng mà sữa thì đắt quá, tao không mua được. Lo cái gì, nếu như anh không mua được sữa thì anh mua bỉm, tấm lòng là chính ấy mà. Hợp lý. Không hổ danh là em tao, thông minh đáo để. Chuyện em mà lại. Mà em nghĩ rồi, bà bầu như chị Nhung ấy chắc chắn là sẽ thèm chua dài dài. Thế nên là em quyết định tặng cho chị Nhung cả một bát tỏi xoài chua luôn, ăn đến khi ở cữ thì thôi. Kỳ thằng ba que này, mày nghĩ cái gì mà đừ người ra như thế hả? Nó là em họ mày đấy, mày không định mua cái gì chúc mừng nó à? Anh hơi bị khinh thường em đấy. Riêng cái khoản quà cáp của em nhá, hơi bị đặc biệt luôn. Quà đặc biệt là quà gì hả anh? Đã gọi là bí mật mà bật mí ra thì còn gọi gì là bí mật nữa. Đến lúc đấy nhá, mọi người sẽ phải tha hồ mà trầm trồ luôn. Sao không thấy ai ở quán nhở? Ta-da! Chúc mừng chị Nhung! Chúc mừng mày nhá! Chúc mừng mày nhá! Sướng nhất mày ở đây! Mọi người chúc mừng em cái gì? Nay không phải sinh nhật em đâu. Ui giời, sinh nhật thì đã ăn thua gì? Anh Quang anh nói đúng rồi đấy. Sinh nhật thì năm nào chẳng có. Cái chuyện này ấy, nó còn đặc biệt hơn sinh nhật gấp mấy lần cơ. Thế nhưng mà là chuyện gì? Ui giời ơi, mày đúng là tồ tẹt thật đấy. Chuyện quan trọng như thế mà không biết gì. Thôi, thằng Tuấn mày nói luôn cho nó nghe đi. Hôm nay bọn anh tổ chức liên hoan cho mày để chúc mừng mày. 2, 3 có bầu tập 2, 3. Dừng lại. Mọi người sao đấy? Bầu nào? Em bé nào? Thì em bé trong bụng chị ấy à? Tức là mọi người đang nghĩ là em có bầu á? Ôi giời ơi, hỏng hết và sai hết rồi, em có bầu đâu? Thế hóa ra là không phải à? Chứ còn gì nữa, không phải. Mọi người lấy đâu ra thông tin này đấy? Cần gì moi ở đâu? Bọn tao thấy rõ mồn một, mày có đủ các triệu chứng của bà bầu. Triệu chứng gì? Đây nhá, tăng cân, nôn ọe, thích ăn chua này. Đã thế nhá, còn rất nhạy cảm với mùi, lại còn này, rất khó tính nhá. Ôi trời, hai anh vảnh tai lên mà nghe cho rõ nhá. Là do em ăn ngọt nhiều quá em bị tăng cân. Thế nên là em thử ăn chua xem là có giảm được cân không. Ai ngờ không giảm được cân mà lại còn đau dạ dày. Thế nên là em mới buồn nôn như thế đấy. Chị Nhung ơi, thế còn cái chuyện mà chị sợ mùi mắm tôm, mặc dù hồi trước chị rất thích ăn là sao ạ? Trời ạ, hôm đấy chị có lịch họp với đối tác nên là không được ăn mắm tôm. Cả nó ám mùi vào người chứ sao nữa. Có bầu đâu mà có bầu, mọi người chỉ là cái vớ vẩn thôi. Thế là mày không có bầu thật à? Thế mà bọn tao còn chuẩn bị cả quà để tặng mày đấy. Cái gì? Mọi người chuẩn bị quà cho em á? Em xem nào. Đây, tao còn mua sẵn cả bỉm cho mày đấy. Còn em mua cho chị bao nhiêu là xoài chua luôn này. Anh đi đâu đấy anh Tuấn? Đúng rồi, thằng ba que nó bảo là nó chuẩn bị quà gì đặc biệt lắm để tặng mày ấy. Thằng kia, quà đâu? Đâu? Làm gì có quà gì đâu. Không có. Đây. Đây là cái món quà đặc biệt mà thằng Tuấn nó chuẩn bị từ hôm qua để tặng mày đấy. Bọn tao có hỏi thế nào nó cũng không cậy răng ra nói. Này, của mày.
Anh Tuấn này cẩn thận thế. Còn tặng quà cho em. Để em xem cái gì nhá. Anh Tuấn, cái gì đây? Ồ, thế hóa ra đây là món quà đặc biệt mà thằng Tuấn nó nói đấy à? Xem ra món quà này của anh Tuấn chị Nhung không dùng được rồi anh Quang ạ. Tại vì anh tưởng là thôi được rồi, dù sao thì em cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm đến em. Thế nhưng mà em chưa có bầu, em nhận quà về em cũng không dùng được, nên quà của ai thì người đấy tự giữ tự dùng giúp em nhá. Em thì em chỉ xin cái bánh ngọt thôi, chứ mấy ngày hôm nay ăn chua rồi xót bụng lắm rồi. Anh Quang, lại đây em bảo. Bảo anh cái gì? Nay anh mặc quần độn bông hay sao ấy? Nhìn vòng ba đẫy đà thế. Chị Nhung ơi chị Nhung, chị nói thế ạ, oan cho anh Quang nhà em quá. Chẳng qua là anh Quang tiếc cái chỗ bỉ hôm qua mua tặng chị ấy, nên là tự mặc luôn ấy. Mày nói vớ vẩn à? Chẳng qua là do tao chăm tập gym, thế nên là vòng ba nó mới nảy nở như thế chứ. Ôi, sót mùa thế. Ơ, bị làm sao đấy? Đáng đời mày. Ai bảo dám trêu anh mày đóng bỉm. Nó mua xoài tặng mày nhưng mày không ăn. Nó tiếc rẻ, đem chấm với muối ớt cho đỡ chua. Thế bây giờ tết hết mồm ra rồi. Anh Tuấn làm sao đấy? Anh Tuấn! Ôi dồi, anh bị làm sao đây? Anh Tuấn sao? Nó bị này từ lúc nãy rồi. Mày không phải lo đâu. Thằng này ra châu để lâu tự lành mà. Thế nhưng rốt cuộc là anh Tuấn bị làm sao ạ? Thì hôm qua lúc mà biết tin chị không có bầu ấy, anh Tuấn đem cái que thử thai ra trả cho hiệu thuốc gần nhà. Thế xong rồi... Rồi sao? Thì tại vì nó mang trả cái đồ nhạy cảm, nên là ông chủ hiệu thuốc không nghe, bắt nó đem về. Nếu mà có mỗi như thế thì sao mắt anh Tuấn lại tím ạ? Thì cũng tại cái thằng ba que thôi. Ông chủ tiệm thuốc đã không nghe rồi, nó vẫn chảy cối, bắt ông ấy trả lại tiền thì lo. Cái lúc mà đỉnh điểm nhất là lúc anh Tuấn nói với ông chủ hiệu thuốc là anh cầm cái que thử thai này về cho vợ anh dùng cũng được mà. Như thế là hợp lý mà. Hợp lý cái con khỉ ấy. Lão ấy năm nay 50 tuổi rồi mà đã lấy được vợ đâu. Thằng Tuấn nói thế khác gì khi ông ấy ế vợ. Thế xong thì sao nữa anh? Thì còn sao nữa à? Anh Tuấn bị ông ấy đấm thẳng vào mắt cho tím mắt luôn. Ông ấy còn tuyên bố thẳng một câu là từ giờ sẽ không bao giờ bán chịu thuốc tiêu chảy cho anh Tuấn nữa. Ôi trời ơi, có thế mà anh Tuấn cũng nghĩ ra được đấy. Này nhá, tất cả là tại cái mặt mày nhá. Đang yên đang lành ấy, tự nhiên lại nôn nọe xong rồi ăn đồ chua. Làm tao bây giờ với cha trong nỗi này đây. Hãy